bài hát mà ai cũng biết tới Minh Thuận. Bài hát có tựa đề là Dù Có Là Người Tình. Thì trước khi vào bài hát này thì hôm nay có anh Huy ở đây. Cái ngày mà mình gặp Minh Thuận ra mắt bộ phim Tấm Cám, thì trước đó một thời gian Phương Thanh cũng bệnh, Minh Thuận cũng bệnh, thì Phương Thanh không hát được lâu là ai cũng biết, và chỉ còn một tháng điện cho Minh Thuận một lần để test lại coi là ai khỏe hơn ai. Thì hôm đó, trước đó 29 ngày hẹn nhau ở quán Kim, nơi mà chúng ta vẫn thường ăn cơm với Minh Thuận. Thì trước đó 29 ngày sắc thái vẫn còn rất đẹp, Phương Thanh rất là yên tâm. Thì chỉ đợi tháng sau là lại gọi điện thoại ra Kim ăn cơm nữa, và tất cả chúng ta lại tụ tập tại quán Kim và check lại sức khỏe của nhau. Thì 29 ngày sau đó, chưa tới một tháng, thì gặp nhau trong cái ra mắt phim của Ngô Thanh Vân, phim Tấm Cám. Thì lúc anh Thuận bước lên, trường hợp đó có anh Huy, có Phạm Viết Thanh ở phòng thông viết tên, có Tiến Đạt, có Lê Hóa, có Xuân Lan, có Minh Đô Phim. Thì lúc đó Phương Thanh gặp Minh Thuận một cái, Phương Thanh hết hồn, mình sướng nhanh quá. Thì xin lỗi là hôm nay Phương Thanh được nói thật, bữa giờ chưa được dịp nói, bởi vì mọi người cũng bắt lỗi Phương Thanh nhiều quá, nhất là fan của Minh Thuận. Vì lúc đó là phải Facebook các bạn xúc phạm Phương Thanh hơi nhiều, có những bạn đòi đánh Phương Thanh nữa. Hôm nay Phương Thanh mới nói đó là bạn gì bánh hẹ gì đó. Thì lúc đó bạn nói là đệ tử ruột của Minh Thuận, về sau này mấy năm này cho nên không có tình cảm, không còn anh em tụi mình được. Thì bố của Gà mất trước đó có mấy ngày thôi, Phương Thanh vừa cúng xong cho bố Minh Thuận, cho bố của bé Gà mới được có 3 ngày là chạy luôn vào bệnh viện. Thì Minh Thuận coi như là đã, nếu mà trong anh em mình với nhau đồng nghiệp nhau mà mình biết rồi. Thì cái ngày họp mặt Tấm Cám, thì lúc đó Phương Thanh mới nói nhỏ vào tai của anh Huy, Phương Thanh nhớ Tiến Đạt Bo, Phương Thanh nói là anh Thuận không qua được đâu, không tới một tháng nữa đâu, thôi mọi người đừng có lộ sạch cái thái độ gì, là giống như là biết, cứ bình thường coi như không có gì xảy ra, để cho anh Thuận vui vẻ đêm đó với mọi người. Thì anh Thuận cha mới nói nhỏ với anh Huy, anh chụp cho tụi em mỗi đứa một tấm cuối cùng đi. Phương Thanh luôn nói trước. Và anh Huy với tất cả mọi người, anh Huy bấm hình cho tất cả mọi người. Thì Lê Hóa, tất cả mọi người bình thường, thì có một người chạy ra, em không biết là ai, anh Huy Minh Đô Phim hay là Lê Hóa, chạy ra mới thấy anh Thuận với một cái xác diện đó, thế là hòa khóc. Bữa đó có Trân đúng không Trân? Đúng không, có em đúng không? Thì anh Thuận hòa nó khóc và bỏ chạy. Thì lúc đó Tiến Đạt với anh Huy với Bo mới nói Trân chạy theo đi. Thì Phương Thanh chạy theo, mà anh Thuận chạy quá nhanh đi, thế là Trân thì chạy một góc, chạy được xuống tới xe. Thì Phương Thanh mới vào, Phương Thanh nói có chuyện gì đâu, không có chuyện gì xảy ra. Anh lên xe, Phương Thanh đi theo, hẹn tất cả mọi người ra quán Kim. Thì lúc đó Trân là người khóc rất là nhiều, nên chị mới la Trân, chị mới nói rằng là tại sao khóc, có chuyện gì đâu mà khóc. Cái đó là để mình nói mọi người dừng bớt cái cảm xúc, là không, anh Thuận chịu không nổi. Vì cái lúc cái người kia ra bị sốc quá, thế là anh Thuận trên xe khóc rất là nhiều. Xong đó về Kim là hầu như chúng ta không gặp nhau nữa. Và tới lúc anh Thuận về chùa, thì hôm đó Phương Thanh theo được vào chùa được nhóm gần tuần, hai Trân hả, đem vào chùa gần được tuần. Thì Trân mới nói với anh Thuận là chưa đủ tuần đúng không? Trân mới nói với anh Thuận là anh Thuận vào chùa Thuận vui lắm. Thì Trân nói là anh Thuận ơi, bố già mất rồi, em phải bay về Hà Nội thôi. Thì anh Thuận không khóc mà anh Thuận quay mặt vào tường. Và sau đó là Phương Thanh ở ngoài Hà Nội lo tang cho bố cả. Sau 3 ngày Phương Thanh mới vào trong bệnh viện. Thì bây giờ Phương Thanh mới có sự hiểu lầm của Phan Minh Thuận là một số bạn. Là khi hôm đó Phương Thanh vào trong bệnh viện thì anh Thuận hấp hối gần mất, nó đi gần mất đúng không Thanh? Thì Phương Thanh là vừa bố cả xong vô tới Minh Thuận nữa. Thì Phương Thanh mới nói thôi đi ra ngoài hết không có ngồi. Thì Phương Thanh vừa mới ra ngoài một cái thì lúc đó là đạo diễn Victor Vũ, Huỳnh Đông và một nhóm fan của Minh Thuận đi vào. Thì Điền, Ngô Khải Điền mới chạy đến nói là được chạy vào ồn ào như vậy. Minh Thuận nói thì bên đó hiểu lầm, là bên này thể hiện là giống như mình có quyền gì đó, mà thật sự lúc đó thì hoảng hết rồi, ai cũng hoảng. Mà Phương Thanh là người
không còn nói được gì vì đám tang vừa xong, là thêm đám tang là thêm cái này nữa. Nếu mà mọi người làm phương thanh thì cũng không chịu nói đâu, mà chỉ có im lặng. Cho nên hôm nay sẵn trên live stream xin nói luôn với fan của Minh Thuận là các bạn là người hâm mộ Minh Thuận, nhưng cái tình cảm của các bạn không bao giờ bằng những người đồng nghiệp kề cận kế bên Minh Thuận. Có thể gần cuối các bạn ở gần Minh Thuận nhiều là vì cuộc sống cơm áo và tiền kiếm đang mọi người có thể xa nhau, nhưng lúc nào người ta cũng ở bên nhau bằng điện thoại, và người ta đã cùng sự gắn kết là mấy chục năm trong cuộc đời. Cho nên chúng ta dù có yêu thương thần thương bạn có nào thì cũng phải nghĩ cho bạn của thông tin của mình. Và anh Thuận là được mọi người yêu quý mới được cái cảm xúc ngày hôm nay. Cho nên là tất cả các anh em đồng nghiệp là chấp nhận để Minh Thuận đi khi biết được sự tình, không níu kéo nữa. Bởi vì nghệ sĩ sống là phải đẹp, lúc lên sân khấu là phải đẹp, năng lực phải tốt. Nhưng khi họ chấp nhận tất cả thì người đồng nghiệp là người đau nhất. Biết hết mà phải giấu hết, cứ lén lút. Tại vì sao? Mọi người ai cũng muốn biết tin tức thật. Báo chí cũng muốn Phương Thanh nói, mà Phương Thanh có nói gì được nữa đâu. Vừa hỏi Phương Thanh phụ anh Thuận, vừa hỏi tất cả mọi người về bố cả, Phương Thanh không còn nói gì nữa. Mãi bây giờ 4 năm mới điện được cho Công Trí, và Công Trí đã đứng sau lưng đồng hành cùng với Phương Thanh cái đêm ngày hôm nay rất là nhiều. Và sau đó là tất cả mọi người đều vào với MV, với đêm nhạc hôm nay. Ai có tình thần, ai có thời gian, tất cả mọi thứ là thu xếp đêm nay như một đêm gia đình, và lấy không khí tình cảm của đồng nghiệp, của gia đình để tâm sự là chính. Và những tâm sự của Phương Thanh là hết rồi. Hết rồi. Bây giờ Phương Thanh sẽ tâm sự thay Minh Thuận một bài hát, lời của nhạc sĩ cố nhạc sĩ Lê Hồng Hà. Bài hát mà đi đâu Phương Thanh cũng hát một thời gian khá dài, không dám hát nhạc êm, còn phải remix ầm ầm lên để cho anh Thuận khi mà mất đi cái linh hồn, anh Thuận đừng có bị sốc quá, vẫn được theo anh em đồng nghiệp vẫn hát, vẫn hát theo cái tinh thần, để anh Thuận sẽ lùi xa mọi người, lùi xa sân khấu. Bởi vì Minh Thuận là một người cực kỳ say mê sân khấu, rất yêu nghề, và ra đi trong lúc lửa nghề đang bùng cháy. Cái đó là điều mà tất cả đồng nghiệp ai cũng tiếc nuối. Nhưng mà lớn hết rồi, 40, tất cả trên 40, gần 50 là chấp nhận trong sự im lặng. Rồi tất cả cũng sẽ phải qua đi, và rồi cũng sẽ tới. Anh em đồng nghiệp của mình cũng chia tay, nhưng chia tay trong vui vẻ, nhẹ nhàng và thân ái. Có thể những giọt nước mắt hôm nay không cho rơi nhiều là bởi vì chúng ta, nếu mà chúng ta nặng nề quá, nên phận sẽ nặng theo. Cho nên mọi không khí sẽ được chuyển đổi hết. Và bây giờ là bài hát, có những cái lời bài hát mà Minh Thuận là đặt theo ý Minh Thuận, bởi vì không ai hiểu được mình bằng chính mình, và chỉ cần nghe những lời trong bài hát của Minh Thuận để đủ hiểu rằng là Minh Thuận yêu dữ dội, yêu khủng khiếp, yêu lãng mạn, yêu trong đau thương. Và khi các lời bài hát lên quá là buồn, cho nên bài cuối cùng này là cái bài tâm sự của Minh Thuận. Cuộc sống mấy ai nào biết chưa định mệnh, hoặc có mấy ai từng đổi thay đời bình, từng đêm ngồi hát ngắm về thương của trái tim. Trong
về và con tim không bao giờ tan vỡ nếu biết rằng khi yêu chúng ta còn nhiều hơn tia của sống. Mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai từ đổi thay đời mình, đừng nên ngồi hờn đớn vết thương của trái tim. Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai từ đổi thay đời mình, vì nên ngồi ăn gắn vết thương của trái tim buồn tên. Thank you.
chơi mà rất nhiều. Mình thận sẽ rất là nhẹ nhàng. Xin cảm ơn gia đình đã vẫn còn ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tắt live stream. Xin kính chúc và xin cảm ơn tất cả những khán giả, gia đình, tất cả mọi người đang xem live stream. Đêm nay vào đêm gia đình là anh Phương sẽ rất là hạnh phúc và nơi xa. Bởi vì để có được tất cả mọi người trong buổi tối hôm nay, cái nhân duyên nó vẫn còn. Mặc dù không thấy người đâu, nhưng mà trong cảm xúc tất cả mọi thứ vẫn ở rất quanh đây. Bởi vì cái khuôn mặt của Minh Thần không bao giờ chúng ta quên được. Phương Thần hay nói được rồi, Minh Thần là một người đẹp trai, rất đẹp trai. Bởi vì ngày xưa khi mà Minh Thần ngoài 20 tuổi mà hát chung với Minh Nhật Hào với nhà hát thanh niên, Phương Thần gặp Phương Thần, đất trời đất ơi, tại sao lại đẹp như Mỹ vậy, như người nước ngoài. Minh Thần rất là điệu, rất là thích đẹp, lúc nào cũng là tốn tiền quần áo rất là nhiều, và anh Nhật Hào hát chung rất đau khổ vì là hát được show nào anh Thuận tập luôn quần áo, coi như cắt xe để đưa vợ là anh Thuận bó tay. Và chúng ta thấy là anh Thuận là một người nghệ sĩ rất chỉnh chu, đẹp chuẩn của nghệ sĩ, và với một mái tóc dài đó Việt Nam rất khó kiếm. Anh Thuận có một mái tóc dài đẹp hơn con gái, đẹp hơn Phương Thành, tất cả mọi người con gái đứng kế Minh Thuận nhiều lúc mà phải ganh tị với mái tóc của Minh Thuận, bởi vì mái tóc đó được gia đình gửi dầu gội đầu phải từ Mỹ về mới chịu, tất cả mọi thứ phải từ Mỹ về mới chịu. Cho nên từ một căn cổ gốc, Minh Thuận là một người con của tổ thật sự tài năng và đẹp đó. Phương Thành dùng cái câu là người con của tổ thật sự. Và hôm nay 4 năm rồi mình vẫn có ở đây để cho tổ chứng giám cho một người con của mình đã ra đi. Không biết nói gì hơn nữa, thì mọi thứ vẫn đẹp trong tất cả chúng ta, đúng không anh Huy? Anh Huy là cái người mà chụp hình cho anh Hùng lần trước Phương Thanh với Lâm Trường và Lý Võ Phú Hương là chụp rất là nhiều. Bây giờ Phương Thanh chỉ xin phép anh Huy là cái người mà tụi em gọi là kính lão đắc thọ, xin mời anh lên đây nói lời cuối cùng, lời cuối cùng với Minh Thuận. Phải nói là rất là xúc động của cái đêm ngày hôm nay. Đầu tiên là anh cảm ơn Phương Thanh đã cho anh một cái dịp được gặp lại những người bạn mà phải nói là rất là lâu lâu lắm rồi anh mới được gặp lại. Đúng là một cái kỷ niệm cách đây cũng 2 năm, và đúng là không ai bằng anh Huy. Dạ, không ca sĩ nào không bằng anh Huy. Rất là nhiều hình ảnh mà anh được cái phần tại nó là cũng may mắn có duyên anh được làm việc với Thuận. Thì thật ra đây là cái câu chuyện mà anh rất là ấn tượng, là Thuận là một người lúc nào cũng nhẹ nhàng và phải nói là chỉnh chu cho tất cả mọi thứ. Anh đừng mỗi một lần anh chụp cho Thuận anh rất là hứng thú, tại vì khi chụp cho Thuận thì phải nói là những cái hình ảnh mà anh trưng chắc mình nói rất là đẹp, mặc dù là cái thời điểm như bây giờ thì chụp quá chú rồi, chụp giờ là phải như là chụp cái được coi hình liền, hồi xưa là chụp hình nó là chụp bằng phim, thành thử để coi được một cái tấm hình đó, thì cái cá không coi được, thì cái mà tụi anh luôn luôn là phải bàn bạc trước, cuối cùng là để bắt những cái cảm xúc đó. Thì riêng cho Thuận, cho những cái bộ ảnh cái cảm xúc anh nói rất là dạt dào, nhiều cảm xúc lắm. Thì anh cũng may mắn là được tương tác với Thuận cho nhiều cái buôn CD, và chắc chắn trong câu chuyện đó công chí cũng là một những người mà tại nó có công để làm những cái tác phẩm mà giá trị về mỹ thuật rất là đẹp. Thì cũng nhờ các đồng chí và cộng những cái hình ảnh đó thì nó tôn vinh được cái tác phẩm về nghệ thuật cũng như là cái giọng hát của Thuận qua các phương. Thì phải nói cảm ơn mọi người ngày hôm nay cũng đã đến dự cho cái đêm của ngày hôm nay, một cảm xúc là cũng chúc mọi người nhiều sức khỏe.
Bây giờ xin chào tạm biệt các quý khán giả, người hâm mộ trên livestream. Bây giờ chương trình sẽ kết thúc tại đây. Và trước khi kết thúc, Phương Thanh cũng xin cảm ơn diễn viên Ngọc Lan vừa mới quay phim xong cũng đã chạy tới đây với đêm nhạc của mình thật. Xin cảm ơn Ngọc Lan rất là nhiều. Xin chào và hẹn. Bây giờ là thật sự Phương Thanh xong nhiệm vụ với những người đã mất.